Hiện Nam Phi đang phải chạy đua với thời gian với mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, đó chính là giảm tỷ lệ phụ nữ mang thai tử vong xuống 75% trong thời gian tới. Thế nhưng cái đích mà quốc gia này hướng đến có vẻ như còn rất xa vời. Chính vì vậy, trong bối cảnh đó thì chính phủ nước này mới đây đã triển khai một ứng dụng điện thoại để hỗ trợ cho những thai phụ nhằm mang lại cho họ một chế độ thai kỳ khỏe mạnh. Ngồi chờ đợi đến lượt khám thai ở các bệnh viện khiến các thai phụ rất mệt mỏi. Chị Winnie Mahayele đang mang thai đứa con thứ 8 đã có cách sử dụng thời gian vô cùng hữu ích. Đó là đọc thông tin tư vấn về thời kỳ thai nghén trên điện thoại di động. Ứng dụng MomConnect này hoàn toàn miễn phí. Chị chỉ cần nhắn tin những thắc mắc của mình. Ngay sau đó sẽ có một tin nhắn trả lời đầy đủ những băn khoăn đó. Như nhiều bà mẹ khác, tôi thường để tâm trí vào công việc và con cái mà quên đi đứa bé trong bụng. Đôi lúc quên cả lịch đi khám nữa. Nhưng nhờ có MomConnect, đến lịch của tôi là có tin nhắn nhắc nhở. Không những thế, đôi lúc tôi cảm thấy không thoải mái hay lo lắng về một vấn đề gì đó, tôi có thể gửi tin nhắn yêu cầu giúp đỡ. Dịch vụ miễn phí dành cho các thai phụ này do Bộ Y tế Nam Phi khởi xướng và do chính phủ Mỹ cùng công ty Johnson & Johnson hỗ trợ tài chính. Không chỉ được hỏi về các vấn đề liên quan đến giai đoạn thai kỳ, các thai phụ cũng có thể nhắn tin thông báo chất lượng khám của các cơ sở y tế. Ngay sau đó sẽ có đoàn kiểm tra đến xác minh và xử lý. Chúng tôi khuyến khích tất cả các chị em tham gia vào dịch vụ này, kể cả những người chưa mang thai. Chúng tôi cũng quảng bá dịch vụ MomConnect cho những thai phụ ở vùng xa hẻo lánh nữa. Kết quả thu được bước đầu rất khả quan. Chị Winnie Mayele rất vui vì bác sĩ cho biết mẹ con chị đều khỏe mạnh. Dù rất tin tưởng các bác sĩ và đi khám theo định kỳ, nhưng chị Winnie vẫn hoan nghênh dịch vụ MomConnect.